Xin chào các bạn, mình là Tuấn và mình đến từ kênh Sinh viên Mesa. Hiện tại thì mình đang có mặt tại gara Nguyễn Khôi, tọa lạc tại 537/14/9 Nguyễn Anh, quận Gò Vấp. Thì không phải là những video clip review xe như ngày bình thường mình hay làm, thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn một loại thiết bị chẩn đoán được sử dụng trên những chiếc xe hơi. Và đi cùng mình ngày hôm nay có một nhân vật nữ rất là đặc biệt. Thị Dương ơi. Xin chào anh Tuấn, xin chào các bạn, mình là Thị Dương của OBD Việt Nam. Chào Tuấn, hôm nay thì Thì Dương OBD Việt Nam mang đến với kênh Sinh viên Mese cái thiết bị mini FOBD test trên các dòng xe con cho các anh em sinh viên mình trải nghiệm thử công nghệ chẩn đoán trên xe con luôn. Cảm ơn Thì Dương. Thì bây giờ hãy cùng tụi mình là khám phá xem là video này sẽ có gì nhé. Ngày nay đi cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam thì là đi kèm với sự phát triển của những loại thiết bị chẩn đoán trên ô tô. Ngày xưa thì với những cái lỗi trên xe thì chỉ có những cái bác thợ làm nghề, những kỹ thuật viên lâu năm thì họ mới dám tự tin để chẩn đoán một cái lỗi đó. Thì bây giờ với sự phát triển của những cái loại thiết bị chẩn đoán mini nhỏ gọn hay là những cái loại dòng máy chuyên sâu như là GCSE thì đã giúp phần nào cho những sinh viên mới ra nghề, những bạn học việc có thể tự tin hơn trong việc mà chẩn đoán sửa chữa những cái lỗi nào đó có trên xe. Thì ngày hôm nay đến với chương trình thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại thiết bị chẩn đoán mini siêu tiện lợi và nhỏ gọn, đó là thiết bị chẩn đoán FOBD. Thì muốn tìm hiểu xem là thiết bị này sẽ hoạt động như thế nào và nó chung ra làm sao thì bây giờ hãy cùng mình đi vô bên trong xe và cùng Thùy Dương để tìm hiểu nó nhé. Let's go. Thì mình đang có mặt trên chiếc xe Mazda CX-5 cùng với Thị Dương để có thể mà tìm hiểu cái thiết bị FOBD. Thì Dương ơi, thì bạn thể giới thiệu sơ qua cái FOBD này là cái gì và giới thiệu cho các bạn đang xem là nó có những chức năng gì nhé. Thì cái thiết bị FOBD này thì nó có chức năng là đọc và xóa lỗi động cơ, xem dữ liệu của động cơ. Cái này thì nó được sử dụng hoàn toàn trên chiếc điện thoại thông minh của mình nên là cũng rất là tiện lợi cho các bạn sinh viên hoặc là các anh em học nghề. Một ưu điểm vượt trội của nó là nó có phần tiếng Việt mà không phải là trên máy chẩn đoán nào cũng có. Thì không biết là thiết bị này nó nhỏ gọn như vậy thì có chắc chắn nó sẽ chẩn đoán được tiện lợi như là thiết bị này như mà bạn đã nói không? Thì thiết bị này thì nó cũng hỗ trợ cho các anh em mình được về phần đọc và xóa lỗi động cơ. Thì Dương thấy là các anh em gara khi mà đã sử dụng qua, trải nghiệm qua cái thiết bị mini này rồi thì đều có phản hồi rất là tốt. Thì mình là sinh viên thì Tuấn cũng đã từng tìm hiểu qua rất là nhiều những dòng máy chẩn đoán á, như những dòng máy chẩn đoán lớn chuyên sâu như là G-Scan hay là Maxisys Autel. Thì nhưng mà đó giờ Tuấn vẫn chưa có biết được là có một loại cái máy chẩn đoán mà nhỏ tiện lợi như thế này. Thì nhân tiện cái video này thì bạn cũng giới thiệu cho mình là cách hướng dẫn sử dụng nó và có những chức năng gì cho cái này luôn nha Thị Dương nhé. Rồi, ok, để Thị Dương hướng dẫn cho Tuấn và các anh em sinh viên mình về cái cách sử dụng phần mềm FOBD này luôn nhé. Xin mời các bạn. Đây là giao diện của phần mềm FOBD. Giờ Dương sẽ bấm vào đây. Đầu tiên là mình kết nối Bluetooth với chiếc xe của mình trước đã. Hiện tại thì Dương đã mở Bluetooth rồi. Cái này thì mình tải ở đâu thì Dương nhỉ? Trên chiếc điện thoại iPhone thì bạn Tuấn và các bạn sẽ có thể tải trực tiếp trên App Store được. Cái này thì bên nhà cung cấp người ta cung cấp sẵn ở trên. Vậy là sau khi mình mua thiết bị này là mình chỉ cần lên cửa hàng App Store, Play, Google Play gì đó mình sẽ tải và nó về luôn đúng không bạn? Đúng rồi. Đây là giao diện của phần mềm FOBD ở trên chiếc điện thoại iPhone. Dương sẽ hướng dẫn các bạn về phần đọc và xóa lỗi động cơ trước đi. Đây là máy đang giao tiếp, Dương sẽ chọn ID truyền thông ha. Đây mình sẽ ở trong này thì nó sẽ có đọc mã lỗi, xóa mã lỗi, đọc dữ liệu đóng băng, kiểm tra cảm biến oxy, giám sát các hệ thống hiện hành, kiểm tra yêu cầu điều khiển và đọc thông tin hộp ECU. Bây giờ Dương sẽ vô đọc mã lỗi trước ha. Thì chiếc xe này hiện tại là không có lỗi các bạn ạ. Chiếc xe này chắc cũng được chủ xe nâng niu lắm. Đây, ở đây là có 4 trạng thái, đó là lịch sử, hiện hành, thường xuyên và tất cả.
lịch sự là các cái lỗi động cơ trên chiếc xe này đã được khắc phục. Hiện hành là các lỗi hiện bây giờ còn thường xuyên là ví dụ như là lỗi về cảm biến trục cam, trục hiệu gì đó mà nó cứ báo đi báo lại nhiều lần, thì cái đó sẽ là lỗi thường xuyên. Rồi nếu mà có mã lỗi thì các bạn sẽ xóa mã lỗi ở dưới đây. Rồi sau khi xóa mã lỗi xong thì mình sẽ quay lại, mình sẽ đọc dữ liệu. Ở trong đây thì có rất là nhiều thông số, rất là nhiều thông số của hộp ECU. Thì bây giờ mình sẽ đọc dữ liệu. Đây là cảm biến, đây là tốc độ động cơ nè. Thì hiện tại tốc độ động cơ của mình đang là 650 á. Đây là cảm biến tốc độ xe, đây là cảm biến tốc độ khí nạp. Bây giờ Dương sẽ thử đạp thử chân ga xem cảm biến tốc độ, coi tốc độ động cơ nó sẽ thay đổi nha. Đó, các bạn thấy không? Tốc độ động cơ nó đang chạy lên rất là nhanh. Mình có thể xem ở dưới dạng đồ thị ở dưới đây. Ở đây là có các cái này là tốc độ động cơ nè. Rồi. Rồi các bạn thấy đường tốc độ động cơ thay đổi không? Rồi bây giờ mình sẽ lưu lại cái tình trạng của xe hiện tại để lần sau gặp tình trạng này thì mình sẽ có thể mở lên mình xem. Rồi, bây giờ Dương sẽ giới thiệu với các bạn một phần nữa, đó là tính năng tra cứu mã lỗi ở trên phần mềm này ha. Thì đây là một tính năng cũng khá là hay, cũng có nhiều anh em thợ hỏi Dương là: Dương ơi, không biết mã lỗi B101 à, Dương ơi, không biết mã lỗi B0010 là lỗi gì? Thì Dương cũng hay vô phần mềm này để mình tìm hiểu. Thì đây, lỗi B0010 là lỗi cảm biến trục cam. Anh Tuấn ơi, thì vừa rồi Dương vừa giới thiệu cho anh Tuấn và các bạn về cách sử dụng phần mềm FOBD trên chiếc điện thoại của mình. Thì không biết là anh Tuấn còn có thắc mắc gì về thiết bị này không anh Tuấn ạ? Sau khi mà mình mà có coi qua bạn mà trình bày những cái cách và những cái chức năng, những sự tiện lợi mà cái thiết bị FOBD mà ngày hôm nay bạn đem với mình, thì đối với bản thân mình là một sinh viên của một ngành công nghệ kỹ thuật ô tô thì mình cảm thấy đây thực sự là một dạng thiết bị rất hay. Bởi vì hiện tại thì những thiết bị mà chẩn đoán mà có ở mặt ở những ngoài gara, những cái chỗ nơi sửa chữa ô tô thì nó rất là to bản, nó rất là cồng kềnh và nó chuyên cho những gara. Nhưng mà đối với những bạn sinh viên mà có đam mê muốn tìm tòi, muốn biết thêm nhiều về cái công nghệ chẩn đoán mới á, thì thực sự thì cái thiết bị này đó chính là cái giải pháp tốt nhất cho các bạn sinh viên bây giờ. Thì đối với bản thân mình á, thì ngoài những cái điều mà bạn vừa đem lại, thì đối với mình thì chắc chắn là sau video này thì mình sẽ muốn tậu lấy một cái nó, một em nó ngay lập tức về, để mình có thể mày mò nó, sẽ tìm thêm, hiểu thêm về những cái công nghệ hiện tại có trên những cái thiết bị mini chẩn đoán này. Thì rất cảm ơn bạn, rất cảm ơn Thùy Dương hôm nay đã đem lại cho mình, đã đến với video của sinh viên Mesa ngày hôm nay và cho tụi mình biết thêm những là ngành công nghệ ô tô Việt Nam cũng như trên thế giới đã có và phát triển được những loại thiết bị chẩn đoán rất là tiện lợi, nhỏ gọn này và phù hợp cho tất cả các đối tượng. Thì cảm ơn bạn đã đến với video. Thì đây là sau khi mà mình đã cùng Thùy Dương đã tìm hiểu sơ qua thiết bị chẩn đoán ô tô này, thì nếu như các bạn có thắc mắc, muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm này hay là bất cứ vấn đề nào về liên quan đến video về sản phẩm ngày hôm nay, thì các bạn hãy để lại cho mình những cái comment nhận xét ở phía bên dưới và đừng quên like, subscribe kênh SpeedMC của tụi mình nhé. Và hôm nay mình đã cùng Thị Dương đã tìm hiểu sơ qua một cái thiết bị chẩn đoán mini thông minh trên ô tô có những đặc điểm gì, những chức năng gì. Thì rất cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Các bạn xem video có mọi thắc mắc gì hãy để lại dưới comment ở bên dưới, Dương sẽ trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn. Hôm nay thì Thùy Dương OBD Việt Nam và anh Tuấn, và cảm ơn các bạn đã xem video và cảm ơn các bạn, tụi mình là CBMC. Xin chào và hẹn gặp lại.